Phát thèm với Kia Sonet 2021 mới, giá siêu rẻ chỉ từ 212 triệu đồng. Với mức giá bán dao động từ 212 triệu đến 379 triệu đồng, Kia Sonet 2021 mới, thuộc phân khúc SUV cỡ B, thậm chí còn rẻ hơn hoặc ngang ngửa xe cỡ A, đang bán ra tại thị trường Việt. Kia Sonet 2021 mới, đã chính thức trình làng tại thị trường Ấn Độ, vào hồi đầu tháng 8 năm 2020 vừa qua. Sau hơn một tháng, hãng Kia mới công bố giá bán dành cho mẫu SUV cỡ B này. Theo đó, tại thị trường Ấn Độ, Kia Sonet 2021 được chia thành 6 phiên bản là HTE, HTK, HTK+, HTX, HTX+ và GTX+. Giá xe Kia Sonet 2021 dao động từ 671.000 đến 1.199.000 rupee, khoảng 212 triệu đến 379 triệu đồng. Như vậy, mẫu SUV cỡ B này có giá chỉ ngang ngửa ô tô cỡ A tại thị trường Việt Nam. Bỏ ra số tiền trên, khách hàng sẽ nhận về mẫu SUV cỡ B, sở hữu thiết kế nhỏ gọn và trẻ trung. Là mẫu xe toàn cầu nhưng Kia Sonet giá rẻ, lại sở hữu thiết kế lấy cảm hứng từ văn hóa Ấn Độ. Trên đầu xe, Kia Sonet được trang bị nắp capo dập gân, lấy cảm hứng từ những chú voi con. Nếu nhìn từ phía trên, nắp capo của xe còn gợi liên tưởng đến ngà voi. Bên dưới là lưới tản nhiệt mũi hổ, đặc trưng của thương hiệu Kia, nhưng lại chịu ảnh hưởng từ văn hóa Ấn Độ, với thiết kế giống ngà voi ở hai bên mép. Nằm hai bên lưới tản nhiệt là cụm đèn pha LED với dải đèn LED định vị ban ngày độc đáo, trông như mắt mèo và thiết kế nhịp tim. Thiết kế của cản trước bên dưới cũng nổi bật không kém với những đường cắt góc cạnh, đèn sương mù LED hình viên đá và tấm ốp gầm giả ở giữa. Vòng sang bên sườn, chúng ta sẽ bắt gặp hốc bánh cơ bắp và bộ vành hợp kim 5 chấu mang thiết kế tua bin. Đằng sau, Kia Sonet thế hệ mới sở hữu thiết kế hiện đại với cột C màu đen bóng, khiến cửa sau như ôm trọn lấy hai góc đuôi xe. Tiếp đèn là cụm đèn hậu LED cũng có tạo hình nhịp tim bên trong, và được nối với nhau bằng một dải màu đỏ giúp nhấn mạnh chiều rộng của xe. Bước vào bên trong Kia Sonet, người lái sẽ được chào đón bằng nội thất, hứa hẹn gây ấn tượng với thế hệ trẻ. Xe được trang bị vô lăng vắt đáy thể thao, bảng đồng hồ với màn hình đa thông tin 4,2 inch, nối liền với màn hình cảm ứng 10,25 inch của hệ thống thông tin giải trí. Màn hình thông tin giải trí chẳng những hỗ trợ kết nối Apple CarPlay, Android Auto, mà còn có phần mềm kết nối từ xa UVO với 57 tính năng kết nối khác nhau. Những trang bị đáng chú ý khác của Kia Sonet tại thị trường Ấn Độ bao gồm ghế trước thoáng khí, hệ thống lọc không khí với tính năng bảo vệ khỏi virus, hệ thống âm thanh Bose, đèn viền nội thất thay đổi màu theo âm thanh, cửa sổ trời, khay sạc điện thoại thông minh không dây, và cửa gió điều hòa hàng ghế sau. Kia Sonet tại Ấn Độ sở hữu 3 loại động cơ khác nhau. Đầu tiên là động cơ xăng hút khí tự nhiên, dung tích 1,2 lít, tạo ra công suất tối đa 82 mã lực, tại tua máy 6.300 vòng trên phút, và mô men xoắn cực đại 115 Nm tại tua máy 4.500 vòng trên phút. Sức mạnh được chuyển tới bánh thông qua hộp số sàn 5 cấp. Thứ hai là động cơ xăng tăng áp, dung tích 1,0 lít với công suất tối đa 118 mã lực, tại tua máy 6.000 vòng trên phút và mô men xoắn cực đại 172 Nm, tại tua máy 1.500 đến 4.000 vòng trên phút. Động cơ kết hợp cùng hộp số sàn IMT 6 cấp, hoặc tự động ly hợp kép DCT 7 cấp. Cuối cùng là động cơ diesel, dung tích 1,5 lít, cho công suất tối đa 113 mã lực, tại tua máy 4.000 vòng trên phút, và mô men xoắn cực đại 250 Nm, tại giải tua máy 1.500 đến 2.750 vòng trên phút. Động cơ đồng hành cùng hộp số sàn 6 cấp hoặc tự động 6 cấp. Về an toàn, mẫu SUV cỡ B này có 6 túi khí, hệ thống chống bó cứng phanh ABS, phân phối lực phanh điện tử EBD, cân bằng điện tử ESC, hỗ trợ lực phanh khẩn cấp BA, camera lùi, cảm biến đỗ xe trước và sau, cảnh báo áp suất lốp và đèn pha tự động. Tại thị trường Ấn Độ, Kia Sonet cạnh tranh với những đối thủ như Hyundai Venue và Ford EcoSport.